Nhiều anh em hỏi Predator của The Gear quá nhưng mà không có tiền mua hàng deal anh em. Thôi lên cho em con hàng Fake nhé. Con chính hãng của nó hình như là hơn 2 triệu anh em ạ. Còn con mình đang ở đây là bản dép 1.1. Bản này là bản giống y bản chính gốc luôn đấy. Còn bản deal thì đựng trong hộp đàng hoàng nhé. Còn con này thì có một cái túi như thế này thôi. Mới đầu mình suy nghĩ khi đặt con găng về là con găng này nó kiểu mỏng manh và yếu đuối vãi cả nhái ra. Nhưng không anh em ạ, cái backhand của nó mấy cái silicone này cho cảm giác cực kỳ dày dặn luôn. Anh em có thể thấy là phần vải hay phần silicone cực kỳ chắc chắn nhé. Xứng đáng là một đôi găng 650.000. Fake nhưng không phải là Fake siêu lỏ anh em nhé, cực kỳ ngon. Có siêu cho anh em bóc đàng hoàng, không khác gì găng thật. Mình mới đầu tính quay dần dần cho anh em xem nhưng nghĩ bụng là dài như thế này thì méo ai xem hết clip của mình đâu. Nên mình xin phép anh em là tua nhanh cái đoạn này nhé. Mình đã xem khá là nhiều clip bóc siêu con thật rồi và mình kết luận lại một điều là nó méo khác nhau gì cả anh em nhé. Giống y đúc luôn. Đúng là rep 1.1 có khác, rep cả phần siêu. Và đây là thành quả của mình. Anh em có thể thấy là mút cực kỳ dính. Mình cũng chia sẻ thẳng với anh em luôn là cái độ dính ban đầu này nó như kiểu là cái chất bảo quản găng ấy. Chơi 1-2 trận nó sẽ hết anh em nhé. Khi mình sờ vào mút thì mình đánh giá độ dính con này cực kỳ ok luôn. Nó rơi vào khoảng tầm 8 điểm, hơn 8 điểm một tí. Nếu như anh em bảo quản găng tốt, vệ sinh găng đầy đủ và làm bẩm găng trước khi chơi thì mình cam đoan với anh em là độ dính con này cực kỳ ok luôn. Tiếp theo là về phần form tay sau khi đi vào. Đúng là hàng rep 1.1 anh em ạ. Cho cái cảm giác đi vào giống y con thật luôn. Không biết có phải lâu rồi mình không đi con thật hay không, nhưng mà mình phải nói là nó cho cảm giác giống vãi nhái luôn. Form ôm, kể cả cái phần cổ tay cũng thế anh em nhé. Cái phần cổ tay này thì lúc đi vào nó sẽ hơi khó một tí, bởi vì nếu mà thiết kế to thì anh em đi vào nó sẽ bị lỏng cái phần cổ tay. Tên mặt mút là URG 2.0 anh em nhé. Mình cũng chả biết phải hay không nữa, nhưng mình thấy tên ở đây anh em ạ. Con này hiện tại có giá là 650k anh em nhé. Mình thấy là phù hợp với giá tiền hiện tại. Về phần chất liệu vải hay là silicone đấm bóng ở mặt lưng găng thì mình thấy cực kỳ ngon. Về phần độ dính của mặt mút thì rơi khoảng tầm 8 điểm, hơn 8 điểm một tí. Là mặt mút thiên về độ dính thì độ bền nó sẽ kém. Yêu cầu anh em ra sân giữ găng một tí giúp mình nhé. Ok, con này hiện tại có rất là nhiều màu cho anh em tham khảo. Anh em nào muốn sở hữu thì có thể ấn vào đây để tham khảo nhé. Mình là Hồng Sơn JK, nhớ follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nhé. Bye bye anh em.